Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Phần đất bắc thăm trúng về chi phái Giuđa, tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn Ê-đôm tại đồng vắng Xin về phía nam đến cuối miền nam. Giới hạn phía nam chạy từ đầu biển mặn, tức là từ phía ở ngay về hướng nam, rồi từ dốc Ạc-Rabbim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Kade-Banea, đi ngang qua Hết-rôn, lên hướng Ad-đa, vòng qua Cà-ca, đi ngang về hướng Át-môn, đổ vào khe Ê-díp-tô rồi giáp biển. Ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi. Giới hạn về phía đông là từ biển mặn cho đến vàm sông Giô-đanh. Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Giô-đanh, đi lên Bết-hốt-la, trải qua phía bắc Bết-a-ra-ba và chạy đến hòn đá Bô-han, con trai của Ru-bên. Đoạn giới hạn này đi lên về hướng Đê-bia, từ trũng A-cô chạy tới hướng bắc về phía Ginh-ganh, đối ngang dốc A-đu-mim tại phía nam khe, rồi trải qua gần mé nước En-she-mết và giáp En-rô-gên. Từ đó giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinôm về cạnh nam của Giê-bu, tức là Jerusalem. Kế đó nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hinôm về hướng tây, ở đầu phía bắc trũng Rephaim. Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nep-thô-ách và ăn về hướng các thành của núi Ép-rôn, rồi đi luôn đến Ba-la là Kiriat-Giê-a-rim. Nó vòng từ Ba-la qua hướng tây về lối núi Se-i-r, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Giê-a-rim, tức là Kê-sa-lôn, kế chạy xuống đến Bết-sê-mết và qua Thim-na. Từ đó giới hạn này cứ đi theo bắc Ét-rôn, đoạn băng qua hướng Siết-rôn, trải qua núi Ba-la, ăn thẳng đến giáp Nê-ên rồi giáp biển. Còn giới hạn phía tây ấy là biển lớn. Đó là giới hạn về bốn phía của người Giuđa tùy theo những họ hàng của chúng. Người ta ban cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê một phần ở giữa người Giuđa tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-suê, là thành của A-ra-ba cha A-nát, ấy là thành Hép-rôn. Ca-lép bèn đuổi đi ba con trai của A-nát là Sê-sai, A-hi-man và Tha-mai. Từ đó người đi lên đánh dân thành Đê-bia. Thuở xưa tên Đê-bia là Kiriat-sê-phe. Ca-lép nói rằng: ta sẽ gả con gái ta là Ạc-sa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kiriat-sê-phe. Ốc-ni-ên con trai của Kê-na, cháu Ca-lép, bèn chiếm được thành. Ca-lép gả Ạc-sa con gái mình cho người làm vợ. Vả, sải khi nàng vào nhà Ốc-ni-ên, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa. Ca-lép hỏi rằng: con muốn chi? Nàng thưa rằng: xin cha ban một của phước cho con, vì cha lập con nơi đất miền Nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới. Đó là sản nghiệp của chi phái Giuđa tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành ở đầu cùng chi phái Giuđa về phía ranh Ê-đôm tại miền nam là Cáp-sê-ên, Ê-đê, Gia-gua, Kina, Đi-mô-na, A-đê-a-đa, Kê-đê, Hác-sô, Gít-nang, Síp, Tê-lem, Bê-a-lốt, Hác-sô-ha-đa-tha, Kê-ri-dốt-hết-rôn, tức là Hác-sô, A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa, Hác-sa-ga-đa, Hết-môn, Bết-pha-lê, Hác-sa-su-anh, Bê-e-sê-ba, Bi-sốt-gia, Ba-la, Y-dim, Ê-xem, Ê-thô-lát, Kê-sinh, Họt-ma, Siết-lát, Mát-ma-na, Sang-sa-na, Lê-ba-ốt, Si-lim, A-im và Rim-môn,
hết thảy là 29 thành với các làng của nó. Trong đồng bằng là Ethaon, Sorea, Akna, Sanoat, Enganim, Tabuat, Enam, Yakmut, Adulam, Soko, Aseka, Saaraim, Adithaim, Gedera và Gederothaim. Hết thảy là 14 thành với các làng của nó. Lại có Senang, Hadasha, Middangat, Dilan, Midbe, Yoktheen, Laki, Bokat, Eklon, Kabon, Latma, Kitlit, Gederoth, Bet Dagon, Naama và Makeda. Hết thảy là 16 thành với các làng của nó. Libna, Ethe, Asang, Jiptat, Akna, Neship, Keila, Aksip và Maresha. Hết thảy là 9 thành với các làng của nó. Ekron với các thành địa hạt và làng của nó. Các thành ở gần Ashdod cùng các làng của nó. Từ Ekron về hướng Tây, Ashdod các thành địa hạt cùng các làng của nó. Gaza các thành địa hạt cùng các làng của nó, cho đến khe Egypto và biển lớn dùng làm giới hạn. Trong miền núi là Shamir, Yakthia, Soko, Dana, Kiriat Shana, tức là Debir, Anab, Ethemo, Anim, Goshen, Holon, Gilo. Hết thảy 11 thành cùng các làng của nó. Arab, Ruma, Esean, Yanum, Bet Tabuat, Afeka, Humta, Kiriat Araba, tức là Hebron và Sio. Hết thảy 9 thành với các làng của nó. Maon, Cạc-bên, Sip, Yuta, Gitreen, Yokdeam, Sanoat, Cain, Gibea và Thimna. Hết thảy 10 thành với các làng của nó. Hanhun, Bet-surer, Gedo, Ma'arak, Bet Anot và Enthekon. Hết thảy 6 thành với các làng của nó. Kiriat Ba'an, tức là Kiriat Yearim và Rabba. Hết thảy 2 thành với các làng của nó. Trong đồng vắng có Bet Araba, Midin, Shekaka, Nipsan, Ishamelat và Engedi. Hết thảy 6 thành với các làng của nó. Và người Giu-đa không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit còn ở chung cùng người Giu-đa tại Jerusalem cho đến ngày nay. Chương 16. Phần đất bắc thăm trúng về con cháu Joseph, trải từ sông Giô-đan về Jericho, từ các suối của Jericho về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng từ thành Jericho lên đến núi Bê-tên. Giới hạn băng từ Bê-tên đến Luser, đi qua bờ cõi dân Arekit tại Atarot, kế chạy xuống hướng tây về phía bờ cõi dân Giáp Lê-tít cho đến bờ cõi Bết-hô-rôn dưới và Gê-xe rồi giáp biển. Ấy là tại đó mà con cháu của Joseph, Manasse và Ephraim lãnh phần sản nghiệp mình. Này là giới hạn của Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ Aterot Ada cho đến Bet Horon trên, thẳng qua tây tại hướng bắc của Mít-mê-thác, rồi vòng qua đông về lối Tha Anak Silo và qua khỏi đó đến Yanoach theo phía đông. Kế chạy từ Yanoach xuống Atarot và Naratha, đụng Jericho rồi giáp sông Giô-đanh. Từ tháp Bu-ách giới hạn đi về hướng tây đến khe Cana rồi giáp biển. Đó là sản nghiệp của chi phái Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Người Ephraim cũng có những thành và làng riêng ra giữa sản nghiệp của người Manasse. Song họ không đuổi được dân Canaan ở tại Gê-xe, nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng phải nộp thuế. Chương 17. Người ta cũng bắt thăm cho chi phái Manasse, vì người là con đầu lòng của Joseph. Con Maki, con đầu lòng của Manasse và cha của Galaad,
bởi người là chiến sĩ nên có được xứ Gala-át và Ba-san. Người ta bắt thăm cho các con khác của Manasseh tùy theo những họ hàng của chúng. Về con cháu Abi-eser, về con cháu Helek, về con cháu Adriel, về con cháu Shechem, về con cháu Hefe, về con cháu Shemida. Đó là các con trai của Manasseh, cháu Joseph, tùy theo những họ hàng của chúng. Và Selophat, con trai của Hefe, cháu của Galaad, chắc của Maki, chít của Manasseh, không có con trai, chỉ có con gái tên là Matla, Noa, Hotla, Minka và Thiệt Sa. Các con gái này đến trước mặt thầy tế lễ Eleasa, trước mặt Josue con trai Nun và trước mặt các quan trưởng mà nói rằng: Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se, ban cho chúng tôi một phần sản nghiệp trong anh em chúng tôi. Josue vâng mạng của Đức Giê-hô-va, bèn ban cho một phần sản nghiệp trong anh em của cha các con gái đó. Vậy, 10 phần bắc thăm trúng cho Manasseh, trừ ra xứ Gala-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đanh, vì các con gái Manasseh có một phần sản nghiệp tại giữa các con trai người, còn xứ Gala-át thuộc về các con trai khác của Manasseh. Giới hạn của Manasseh từ Asher đến Mít-mê-thác đối ngang Shechem, rồi chạy đến Yamin về lối dân En-tháp-bu-ách. Xứ Tháp Bu-ách thuộk về Manasseh, nhưng thành Tháp Bu-ách gần bờ cõi Manasseh thì thuộc về người Ephraim. Từ đó, giới hạn chạy xuống phía nam khe Cana. Các thành đó ở giữa các thành Manasseh đều thuộc về Ephraim. Giới hạn Manasseh ở về phía bắc của khe và giáp biển. Phần ở hướng nam thuộc về Ephraim, phần ở hướng bắc thuộc về Manasseh, còn biển dùng làm giới hạn. Hai phần này giáp Asher về phía bắc và Issachar về phía đông. Trong địa phận Issachar và Asher, Manasseh cũng được Bethshean và các thành địa hạt, Gibleam và các thành địa hạt, dân cư của Dorer và các thành địa hạt, dân cư của Endorer và các thành địa hạt, dân cư của Tha-anát và các thành địa hạt, dân cư của Megiddo, các thành địa hạt nó và ba cái đồng cao. Con cháu Manasseh chẳng đuổi được dân các thành ấy vì dân Canaan định ý ở trong xứ đó. Nhưng khi dân Israel đã được cường thạnh, bèn bắt dân Canaan phải phục dịch, song chẳng đuổi chúng nó được hết. Vả, con cháu của Joseph nói cùng Josue rằng: Chúng tôi đã thành một dân đông vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chúng tôi đến ngày nay. Vậy, tại làm sao ông ban cho chúng tôi chỉ một phần đất làm sản nghiệp? Giô-suê đáp: Nếu các ngươi đông như vậy và núi Ép-ra-im rất hẹp cho các ngươi, thì hãy lên khai phá rừng đặng làm một chỗ ở cho mình trong xứ dân Phê-rê-xít và dân Rê-pha-im. Nhưng con cháu Giô-sép đáp rằng: Núi không đủ chỗ cho chúng tôi, còn miền đồng bằng hết thảy dân Canaan ở đó, dân Bê-xê-an và người ở các thành địa hạt nó, luôn những người ở trong trũng Gít-rê-en đều có thiết xa. Giô-suê bèn nói cùng nhà Joseph, tức là Ép-ra-im và Manasseh mà rằng: Ngươi là một dân đông có sức lớn, sẽ chẳng lãnh chỉ một phần đất thôi, nhưng núi sẽ thuộc về ngươi, dầu là một cái rừng, ngươi sẽ khai phá nó, và các bờ cõi nó sẽ thuộc về ngươi, vì ngươi sẽ đuổi dân Canaan, mặc dầu chúng nó có thiết xa và là cường thạnh. Chương 21. Đoạn: Tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng:
này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng, sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề, là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên có đề 12 danh, là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cái sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông, và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy. Thành được 12,000 hectare. Bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 144 cude, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng cỡ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con. Chương 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa,
ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng: chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng: chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhân không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Thi Thiên 56. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi vì người ta muốn ăn nuốt tôi. Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi và hà hiếp tôi. Trọn ngày các kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi. Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. Trong ngày sợ hãi, tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì. Người xác thịt sẽ làm chi tôi? Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập nom dòm các bước tôi, bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi. Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Tôi nhờ Đức Chúa Trời và ngợi khen lời của Ngài. Tôi nhờ Đức Giê-hô-va và ngợi khen lời của Ngài. Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi. Người đời sẽ làm chi tôi? Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa, vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này.
con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.